Nhanh ấy nhờ. Chả được đánh luôn. Thế mạnh chắc là tầm này đang sang chấn tâm lý rồi. Sumer Kata vẫn đẹp hơn anh em ạ, vẫn đẹp hơn. Chết dở rồi. Mệnh tầm này chắc tôi thề luôn, tầm này đánh nản lắm rồi đấy. Ai đời thì chưa được thắng được trận nào mà quân lại còn xấu hơn. Bãi quả đầu là 7 cây nhớ bi. Gỗ đầu gần đến từ Summer. Thôi anh em không chửi nhau nào, nãy giờ chửi nhau cái tút kia lâu đấy nhỉ. Nhiều anh em kiểu cảm giác bây giờ lên trên mạng, nhiều anh em kiểu cảm giác rất là vấn đề rất là đơn giản nhé. Kiểu không phù hợp ý mình một phát là bắt đầu bố mày chém cái cụ mày, bây giờ mình tin thế này nọ là bắt đầu lôi mẹ và lôi cụ nhà ra chửi ngay. Tại sao không thể giải quyết một cách hòa bình được anh em nhỉ? Dù những người bị nhục thì cũng là mẹ với là cụ chúng ta thôi, chứ mình cũng có bị nhục gì đâu. Vấn đề đơn giản, chúng ta cứ đơn giản vấn đề thôi. Một vài anh em cảm giác là tranh luận khi tranh luận không được là bắt đầu bằng lôi những cái động tác gọi là sinh em bé ra để có thể đưa lên miệng. Sợ thật đấy, anh em cứ bình tĩnh thôi. À ok, em trình bằng quân. Đấy. Xăm ca. Giống hôm qua cái trận Việt Nam đấy, thì cá nhân em thấy thì chúng ta thua là xứng đáng rồi. Bóng đá không cầm được bóng, đẳng cấp khác. Chẳng qua là tiếc, vì tiếc cái tình huống có thể thấy là hơi nặng tay một chút. Đấy, thế là dân mạng Việt Nam tìm Facebook ông trọng tài rồi bắt đầu lăng mạ. Như thế em chỉ là thỏa mãn được cái gọi là thỏa mãn được cái dục vọng khác người là đi chửi người của một vài anh em thôi. Và chúng ta làm xấu hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hai mốt trên 24. Có voi luôn này, đôi voi này, hai bầy hươu này. Thở lại đủ đồ cái bi này. Rồi Samkatha bài đủ đô. Quả đầu 7 cây rồi. Tôi nghĩ Bi sẽ rồi biết cách làm thế nào để giành chiến thắng rồi. Kịch đời 75x với 26 dân dành cho Bi. Vâng, chiếc S nhân 3 luôn, ăn 2 bầy hiều với bẫy vàng luôn kìa. Khéo nhỉ.
hai bầy hiếu đá với chiếc S nhân 3. Móc. Chuẩn bị là nhà điều kiện nào. BM và đây là BL. L nhá, đừng có A nhé. Rồi đúng rồi, chuẩn rồi. Hai sáu dần 10-30. Điểm số bi đang cao hơn. Và chắc chắn bi sẽ là người đời sớm hơn rồi. Kích chặt gỗ lên là nhiều bi bi. Lại muốn đánh kiểu to khỏe đẹp trai à. Cái chất quần này thì chắc là mệnh đánh cung A một áo đấy. Tôi nghĩ mệnh đánh qua một áo thì đơn giản lên muộn hơn. Con giò gặp dân Summer. À, đánh chém này. Đánh chém như mệnh này. Mệnh cắt con giò về thủ rồi. Giò bi giò homo. Vâng đúng rồi anh ơi. Thực ra là thua thì thua trình là đúng rồi đấy. Ý kiến cá nhân của em thua trình là đúng rồi. Họ thắng xứng đáng nhưng cái tình huống đấy hơi nặng tay. Vâng, quả pen là được rồi. Còn cái thẻ cái ăn thêm cái thẻ vàng lại còn thẻ đo nữa thì cái thế trận đá sân khách mà lại trình độ yếu hơn thì khác gì đấy là mời cụ sơi đi. Vấn đề là ông Duy Mạnh ông ăn quả thẻ vàng trước rồi thêm một thẻ vàng trong cái lỗi không cố ý nữa thì đấy thì đúng thực sự là nói mời ông Ả Rập Xê Út sơi tôi đi. Hơi nặng tay thì như trọng tài. Em chào anh Huy Hoàng, em chào anh ăn mày dĩ vãng nhé. Lâu dài mạnh sẽ chuyển A một áo. Chứ còn mạnh hiểu mạnh cũng không đánh kiểu chay lạc đà đâu. Bì có thủ phù. Chay lạc đà gặp phù thì cũng tắt điện. Mạnh sẽ một L và có thủ P đấy, tôi nghĩ mạnh sẽ thủ P đấy. Với có đóng nhà P chưa? Summer được cái dễ đánh hơn. Cái gì cũng có. Sọc đơn có, cung R có. Phú có. Đây đúng là có P nhưng mạnh đen. Giời đen thôi. Mạnh lại ra đi rồi. Còn P đầu không ăn lạc đà chúng ta sẽ có cung đờ có sọc đơn luôn. Bì đang đánh tương đối cầu toàn ấy, nhưng mà cầu toàn một cách hợp lý. Cầu toàn cách khoa học. Vì đơn giản chúng ta đang cái dây phũ vàng này cái phũ vàng luôn đi. Giải quyết sớm. Cho nó nhanh. Rồi 1L 1P 3A dành cho Bi. Bây giờ thì mệnh có chuyển A một áo mệnh cũng không có cửa nữa. Chứ đừng nói là mấy con lạc đà. Đây cũng A một áo rồi. Rồi đấy. Đúng chuẩn bài đấy. Nhưng đen. Chuẩn bài nhưng đen mạnh ạ. Cung A một áo dành cho truy mệnh. Rồi. Giải quyết. Tỷ số sẽ là 4-0 trong kèo random. Thôi anh em mà đánh giữ khách anh em lại bảo là lại nhả, lại múa. Để lại cái kiểu không quen thuộc. Bảo sao không bao giờ sánh được với xẻ. Nhưng bây giờ nó đánh kiểu gì thì cứ thua là bị nói thôi. Tôi thề luôn bây giờ mà đánh thua một trận xem. Là khung chat kiểu gì cũng có một vài anh em là lại nhả rồi lại múa rồi. Bảo sao mãi không được cái trình của xẻ. Đấy. Lắm người mười ý cho nên là đấy. Cái thế này có phải ưng không? 4-0. Quân đẹp hơn, bài đẹp hơn thì không có lý do gì mà thua. Hy vọng ngày hôm nay không có cái ca khúc đấy là anh em khán giả hay nói hai bàn tay của em nay em múa cho mẹ xem đấy. Anh em khán giả bây giờ có cái bài đấy rất hay.
Rồi 4-0, một trận nữa thôi nào. Một trận nữa thôi. Bây giờ nổ ra con Sen nó chắc là mệnh gì xài luôn. Nó nghỉ sớm. Sen cửa rách. Cho nó nhanh. Min hơi lưu tiêu. Min nha đánh được. Min nha thì lại đánh cấn. Mình ép đời yếu hơn tí. Sóc quân khó một tí. Phù thì cân phớ. Nhưng mà đánh được. Bài đấu đang tạm thời có một hướng khung nhà. Có con voi. Xin một bài cơ bản để con Minoan này gõ chết con Yamato nào. Bài cơ bản chắc Bi đánh kiểu cung thủ phù ngay. Vãi vàng không thấy trong nhà gì. Không thấy vãi vàng chứ. Em cho anh Kevin nào đây có vãi vàng rồi. Em cho anh Kevin Hoàng nhá. Hiểu đầu một voi đã có. Quả đầu dường như nó 7 cây. Một bãi quả đó nhớ Bi nào. Là đẹp luôn. Oh,